dược dịch. Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung âm thầm có lời di chúc, tại sao những người ấy lừa gạt chúng sinh thành tội đại vọng ngữ. Giảng giải: chỉ trừ khi đến lúc lâm chung âm thầm có lời di chúc, tại sao những người ấy lừa gạt chúng sinh? Nếu quý vị là một bậc thánh thì đến lúc cuối đời quý vị có thể nói với mọi người điều ấy. Nhưng từ đây đến lúc đó quý vị không thể nói cho ai biết cả. Đến lúc đó quý vị có thể tiết lộ cho những người gần gũi nhất của mình, có thể là một hai vị đệ tử nhập thất của mình. Những người làm những việc ngược lại, chỉ dối gạt và làm mê mờ chúng sinh bằng cách tạo nên tội đại vọng ngữ. Nếu quý vị chưa đắc đạo mà nói rằng mình đã được, nếu quý vị chưa chứng quả mà nói rằng mình đã chứng, đó là quý vị đã nói lời đại vọng ngữ. Vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp Sư Ấn Quang. Ngài là người Giang Tây. Sau khi xuất gia, Ngài chiêm bái Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài nhập thất ở núi đó. Ngài tự ẩn mình trong một căn phòng nhỏ và đọc Đại Tạng Kinh. Nếu ngày nào cũng đọc, phải cần đến 3 năm mới đọc hết tạng này. Ngài đã đọc đi đọc lại nhiều lần tạng kinh này suốt 18 năm. Suốt những năm đó, Ngài không xuống núi. Cuối cùng, một nhóm Phật tử ở Thượng Hải thỉnh Ngài giảng kinh A-di-đà. Ngài đồng ý, nhưng chẳng có nhiều người đến nghe kinh. Có lẽ do họ không hiểu được phương ngữ Thượng Hải của Ngài. Nhưng trong số đó, có một cô học sinh trung học từ Thượng Hải có một giấc mơ bảo cô hãy đến nghe giảng kinh. Trong mộng báo rằng, cô nên đến đạo tràng cư sĩ đó để nghe kinh A-di-đà do Bồ Tát Đại Thế Chí giảng. Hôm sau, cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin Pháp Sư Ấn Quang đang giảng kinh A-di-đà tại đạo tràng đó. Cô tự hỏi, tại sao trong giấc mơ báo rằng Pháp Sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí? Đêm đó, cô tham dự Pháp hội. Sau khi mọi người ra về hết, cô kể lại giấc mơ của mình cho Pháp Sư Ấn Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng Ngài chính là Bồ Tát Đại Thế Chí, Pháp Sư Ấn Quang không hài lòng, nhắc nhở cô. Cô không được đem nói cho mọi người nghe chuyện vô nghĩa này. Thế nên cô không kể cho ai nghe chuyện giấc mơ, nhưng cô xin quy y với Pháp Sư Ấn Quang. 3 năm sau, Pháp Sư Ấn Quang nhập diệt. Chỉ đến lúc đó cô mới kể về giấc mơ của mình. Mọi người đều bực tức vì cô đã không nói chuyện này sớm hơn để họ có thể thỉnh Pháp được nhiều hơn ở Pháp Sư. Nhưng cô cho biết rằng chính Pháp Sư đã cấm không cho cô được tiết lộ. Từ sự kiện này rõ ràng Pháp Sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỳ có rất nhiều xá lợi, xa ri ra. Thế nên khi sắp mạng chung, một số tung tích mới được tiết lộ. Tuy vậy, cũng không được nói một cách khoa trương về chuyện này. Như trong trường hợp trên, có thể là trong giấc mơ có một ít chỉ dẫn được đưa ra. Nhưng quý vị không nên nói lộ liễu như tôi là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là cách thức không nên làm. Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng mình là Phật. Điều này trái ngược hoàn toàn với giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tất nhiên mọi người đều là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Nếu quý vị không tu, quý vị chẳng khác gì hơn một con ngựa, con bò, con heo, con cừu, con gà. Quý vị hầu như sẽ trở thành quỷ đói hay đọa trong địa ngục, chẳng có gì chắc chắn. Ha ha ha, 闻三摩地所